Sau đây là những câu chuyện vi tiếu mang tính chất triết lý đạo và đời của Dương Tiêu. Đây là câu chuyện thứ nhất, sáng tác cầu phước. Dương Tiêu là một nhạc sĩ nửa mùa, thuộc loại nghèo ba đời, khó ba họ. Gia tài hắn vỏn vẹn, chỉ có một cây đàn guitar mục nát với túp lều tranh che nắng che mưa. Nếu so với Chí Phèo thì cái nghèo của hắn còn thảm khốc hơn nhiều. Buồn tình vì kiếp nghèo cứ theo đuổi như bóng với hình, Dương Tiêu mới lần mò lên chùa, thỉnh ý thầy trụ trì phương cách làm sao thoát khỏi cảnh túp lều tranh với cây đàn mục nát. Thầy trụ trì khuyên hắn nên sáng tác nhạc cúng dường với tâm đạo chí thành cho chùa trong dịp lễ hội 30 ngày sắp tới. Dương Tiêu hí hửng về nhà, lục lọi bao nhiêu thơ văn của các bậc tu hành nổi tiếng thời bấy giờ. Thức ngày thức đêm, sáng tác được 30 bản nhạc Phật giáo, vừa đúng lúc lễ hội trên chùa làng được tổ chức trọng thể. Thật may mắn, 30 bài hát của hắn được các ca sĩ nổi tiếng chung quanh làng lân cận trình diễn, và tên tuổi của hắn được nhắc nhở liên tục với những tràng vỗ tay hậu hỷ của các Phật tử, ngay cả chú Tiểu quét lá đa trong chùa. Hắn rung đùi tự đắc, tự nhủ điệu này cái bóng Chí Phèo ám ảnh dòng họ ba đời của hắn sẽ tiêu tan như mây như khói. Điệu này thì cứ việc ngồi chờ rung rụng thì hắn sẽ thoát khỏi cảnh sáng chuối lép, chiều chanh muối không bao lâu. Chờ hoài chờ mãi cả 30 ngày, cảnh nghèo của hắn càng ngày càng mạt rệp hơn. Buồn tình, hắn lại lên chùa tìm thầy trụ trì để hỏi nguyên do. Không may cho hắn, thầy đi vắng, chỉ có chú Tiểu đang quét trước sân chùa. Tin rằng chú Tiểu là người vỗ tay dữ dội nhất trong đêm lễ hội, chắc không thể nào quên hắn được. Hắn hỏi: "Chào chú còn nhớ tôi không? Tôi là nhạc sĩ Dương Tiêu trong đêm lễ hội trình diễn văn nghệ một tháng trước đó." Chú Tiểu ngây thơ trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. "Bạch thí chủ, tôi nhớ rồi. Có phải chú là Dương Tiêu, một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Cô Gái Đồ Long của Kim Dung không?" Las Vegas, ngày 21 tháng 10 năm 2006, Nguyên Tịnh Bảo Phán.